Xin chào cả nhà, em lên sóng con lọc khí Saab siêu VIP phục vụ các bác này. Một con máy thiết kế mẫu mã cực đẹp luôn, đời cao, đầy đủ full tính năng. Saab cột có cái mã là KILS50. Ở cái phiên bản cao cấp của Saab thì rất là hiếm con có cảm biến ánh sáng các bác này. Đấy, buổi tối giảm ánh đèn sáng lên một chút. Hình thức con này vỏ nguyên bản tuyệt đối, không có mông má bất kể một tí nào, còn sáng đẹp. Đây, sáng đẹp đều máy các bạn nhé. Hình thức gần như là mới. Đây, chất máy bên trong cũng gần như mới luôn. Chất máy nó thể hiện bằng cái màng các bạn. Em sẽ mở cho các bạn xem cái màng của nó nha. Đây là khu vực màng HEPA này. Bác nhìn màng gần như mới tinh, màng zin đấy, gần như mới tinh luôn, gần như chưa dùng nhá. Đây, màng than cũng như mới tinh luôn, than bọn này rất là dày, có những hạt than này. Chung là một con Saab đẹp xuất sắc, đời cao 2021. Giá thành của bọn này thì cũng rất là hợp lý, full công nghệ luôn. Năm 2021 các bác nhé. Series máy con này là 5692, 65W, dùng cho phòng khoảng 40m2 đổ lại, phòng khách hay phòng ngủ đều ok. KILS50W kép điện 100V, em đấu biến áp điện 220V rồi. Đấy là phía mặt sau. Đây là phần bình nước bù ẩm con này, như mới luôn. Màng tạo ẩm như mới tinh nhé, gần như chưa dùng. Gần như chưa dùng luôn ạ. Không có điểm gì chê. Có bánh xe đây. Bác nào yêu hàng đẹp, đời cao thì các bác chốt con này. Công nghệ của nó có kết nối điện thoại các bác này, wifi này. Đây này, các bác giữ 3 giây đây nhá là sẽ có kết nối wifi. Em thì nói luôn là em cũng không mày mò, không biết cách sử dụng đâu. Bác nào yêu công nghệ thì các bác tự mày mò điều khiển app trên điện thoại nhé. Còn không mình bấm tay. Yeah. Công nghệ Eon 25.000, các máy bình dân thì Eon chỉ 7.000 thôi ạ. Con này Eon 25.000 cho cái hiệu quả khử khuẩn, làm sạch không khí gấp nhiều lần các máy khác. Có chế độ chuyển đổi từ phần trăm độ ẩm sang báo nhiệt độ được luôn. Các cái tốc độ lọc nhanh chậm tự động các kiểu. Chế độ buộc. Chế độ lọc nhanh. Chế độ ban đêm. Nói chung là dễ dùng, các bạn dễ dùng nhé. Cửa gió điện tắt đi tự đóng. Đã đầu biến áp điện 220V, mặt mũi sáng đẹp, mẫu mã gọn. Đấy, chiều ngang. Đấy. Thiết kế rất hiện đại. Chiếc này em bán 3 triệu, bảo hành 1 năm, chi phí vận chuyển. Các bạn là alo có chốt qua alo cho em nhé. Wifi. Quá VIP đẹp luôn.